Thôi, này là cây mai gì, cô quên cái lan vậy chị? Mocara. Mocara. Bông tím ha. Bông tím. Còn này vàng là kêu vàng nến. Ba giò luôn hết trơn. Đầu tư cái vườn này cũng tiền tỷ á, nó kinh, phá nụ đẹp nè. Vậy cứ cắt bán sỉ ra, ra sỉ ra chợ bán ha. Bán cho mấy shop hoa tươi đó. À shop hoa tươi, họ tới lấy, họ tới họ lấy hay sao? Không, mình ta điện thoại cho mình cắt, điện thoại cho mình cắt. À. Chục 80 ngàn. Mình cũng không có bông bán hả chị? Không đủ lượng bông bán. Mình trồng bằng chấu không à? À. Mua cái ra trồng bằng chấu toàn bộ. Còn dưới có bỏ phân gì không? Chấu không hả? Phân con gà. Phân gà. Phân nở á. À. Hết thì phải phun hoài. Chứ không nó bị thúi, bị thúi, bị bệnh ha. Thấy có thấy mấy chỗ họ bứng mấy dạng này bỏ vô chậu bán luôn nè. Tết á chị vô chậu bán luôn mà. À. Cảnh đại diện Hoa Lan Diễm Hương bên Zalo đó. Dạ. Là mấy cái chậu Mocara này mà. Trước đi. Giảng đường đi. Hả? À, đầu tư bà bản vườn lan không? Tiền phải gọi là tiền tỷ. Ngày Mocara này nó cũng dễ trồng, dễ chơi hơn những mấy loại khác mà nó cũng tính ra nó cũng kinh tế. Dễ trồng dễ chơi hơn luôn. Treo treo là sống được rồi. Trời ơi cây gòn. 3 năm mới được cây gòn gì chứ. Rồi bữa nay đúng nghệ thuật luôn á. Đúng rồi đó. Cây cầu huyền thoại đó. Này mấy cây này dạng chắc thấp con mới trồng ha. Mới trồng, giác năm rồi đó. Là chắc cũng chiết từ bên kia ra chứ vậy phải không? Đúng rồi. Thấy cái này nó cũng dễ, nó rễ ra. Cắt khúc lên, chừa rễ dưới bắt đầu cắm xuống lại là nó lên lại nữa mà. Ở đây đúng Mocara như chị chơi làng Đài Châu nha các bạn. Mocara là chủ yếu, đầu tư Mocara là chủ yếu, trồng với trồng số lượng khủng khiếp như vậy nè. Đầu tư vậy nè, đó. Phải gọi là tiền mà các bạn cũng biết rằng một cái clip bữa của anh Trân Thành với anh Quyền Linh anh đột nhập cái vườn lan á, quay lên YouTube cho các bạn coi á. Thì vườn lan của chị Diễm Hương là cũng ngang ngửa vậy chứ không khác gì hết. Đó, đây. Các bạn thấy không? Đây trâu nè. Đó. Thấy không? cái này giống rừng dữ ta. Thái ha. Sẽ quay lại quay cho các bạn coi một cái giò lan Đài Châu trắng vườn các bạn coi nha. Này khủng khiếp, như cái này người ta chơi, người ta tính lá tiền giá trị nó là lá hay sao rồi. Wow, qua cái rễ đó. Nó dài. Quá to quá bự luôn. Đây là cái vườn Đài Châu của chị Diễm Hương ở Thốt Nốt Cần Thơ nha các bạn nha. Các bạn có thể nhìn thấy là cái vườn Đài Châu này phải nói là rất là cực kỳ hấp dẫn. Đó, chỉ đầu tư là đầu tư cỡ dày không anh em ha. Chơi là chơi lớn luôn. Còn đây là những cái hàng Thái này. Hàng Thái chỉ đầu tư từ nhỏ lên. Nghĩa là để vô hũ như vậy. Đây, các bạn nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn. Cực kỳ. Có những cái chậu Đài Châu mà các bạn, nếu mà các bạn chơi á, chơi như vậy nè, để trắng vườn ha. Gọi là có một cái cây cực kỳ đã để trắng cái vườn của mình cho nó hấp dẫn. Thấy không?
Đây thì bà chị này cũng thẳng luôn với anh em là cũng thân quen với mình, làm ăn với mình cũng khá là lâu rồi. Trời ơi, cái giò này chắc cũng mấy chục triệu thôi. Tính bình quân cây khoảng 1,5 triệu đi. Cây 1,5 triệu là rẻ. Tính sơ sơ thôi. Đây coi nè, không như nguyên cái bộ này ha, cái bộ này thôi, bộ này 4 cây đúng không? 4-5 cây. 10 triệu là không bán đó. Kinh thiệt. Coi rễ nè. Này quay rồi. Coi bộ rễ nó nè anh em. Này không dám nó to luôn, nói sợ anh em giật mình. Trời ơi. Mày nói gì? Mày nhìn cái này nó bự bự, nó y gan luôn nè. Chưa? Y gan của quý người đàn ông là thấy chưa? Bự hơn ngón tay cái luôn. Bà đưa ngón tay cái cho bà đưa cái ngón tay đấy, người ta hiểu lầm chào. Đấy. Kinh, bự hơn ngón tay. À, nó đụng vô nó mát, như rễ đảo quá. Này quay bà chủ cho các bạn coi nha. Cha chậu rồi, kinh khủng khủng chưa. Cái này chậu này bao nhiêu tiền thôi? Lan cát ta da, cái tàu chậu này bán khoảng 500 ngàn. Quá ngon, quá rẻ. Ông chỉ tính ra là lan ở miền Tây rẻ hơn mà buôn đồn Đắk Lắk nhiều lắm, nhiều loại lắm. Chậu nhỏ hơn chút, chậu thì rẻ hơn. Vô đây anh quay cho các bạn luôn coi nha. Nếu chậu gì là bán 180 ngàn. Nhờ 150 ngàn là chưa có bông. Chưa có bông. Còn mà lúa dồi bông lên gì là 180 ngàn. Đây, cắt ta gian gì lúa dồi bông lên là bán 180. Cái mùa này với mùa Tết chắc bán cao hơn chứ không? Không, bán giá bình dân Tết ngày thường gì cũng vậy hết. Còn cái này, đẹp đang dồi nụ. Cái này là gì? Cái này kêu vũ nữ hoàng hậu. Nếu tầm cái chậu mà đang dồi bông vũ nữ hoàng hậu này là bán khoảng ga bông thồng ra gì là bán khoảng 400 ngàn, chậu nhỏ gì. Còn cái chậu lùm xùm thứ chụp ngang qua là khoảng 500, còn này là 400 ngàn thì là chậu đang dồi. Còn hồ đẹp đang dồi bông này. Hồ đẹp đang dồi bông gì là chỗ ra ngay Tết gì là bán gì là 100 ngàn một cây gì. Hồ đẹp này toàn bộ là Thái hết, đây chậu Thái hết. Ê, chị chỉ mương đầu tư luôn các bạn ghê không? Mà giá nó cũng khá là bình dân. Giá giá này mình cảm nhận mình chơi lan nhiều rồi mình cũng biết rằng giá này nó bình dân, nó giá này nó rẻ hơn ở các vùng khác. Hồi xưa mình đi buôn đôn Đắk Lắk rồi mình mua á, có những cái chậu đây. Cái này gọi là mà liễu xưa hoa thơm. Chậu này bán khoảng 600 ngàn. Bà liễu thưa hoa sơ hoa thơm. Còn cái chậu mà chưa bông mới dồi thôi là bán 100 ngàn. Có nhiều kích cỡ à. Đang cái chậu hiện tại cao gì nè. Dạ. Thì cái này dòng gọi là đen gô nắng. Dạ. Bà liễu hoa thơm. Thơm à. Thơm lắm. À, có mùi thơm. Mấy cái loại này chăm sóc đâu cần kỳ công gì đâu đúng không? Không, này, dòng đen gô nắng này là dễ chăm sóc lắm. Kinh, nhìn cái chậu bông chơi vậy cũng được chứ cần gì đâu. Chụp chị hơn tấm này cái nè, chụp hình luôn nè, hung hơi hơi bông ngay, hơi bông ơi. Thơm lừng, thơm mà liễu này thơm lắm. Cực kỳ đẹp nha các bạn nha. Cái này là lan gì chị?
panda luôn ha. Rồi nó bám lên cây keo luôn. Các bạn nhìn thấy không? Thấy cực kỳ đã không các bạn ha.